qua Mỹ không mướn nổi người phụ à mà phải tự làm. Không, mướn người làm thì lấy đâu ra cái cho chúng mày ngồi chửi, lấy đâu ra cái cho chúng mày ngồi bảo tao làm cu li, hiểu không? Mướn người làm thì lấy đâu ra cái để chúng mày có cái chúng mày quay chụp lại kêu tao làm cu li, hiểu không? Hiểu không? Phải như thế này đấy. Đứa ghét mình nó ngồi hả hê, người người quý mình thì thương và luôn dành sự ngưỡng mộ yêu ái đó. Còn người tiêu dùng thì thấy con này nó làm việc chăm chỉ và hàng hóa nó live stream rất rõ ràng, lại mua ủng hộ, lại giàu. Hiểu không? Một hành động mà nó ra nhiều mục đích và ra nhiều kết quả. Nếu như mà không làm như thế này thì khách hàng không nhìn thấy, người ta không có thương nha. Đó. Còn đâu mà làm để cho mấy đứa nó khẩu nghiệp, nó cứ khẩu nghiệp cho nó tạo nghiệp vào người. Trời ơi, đi gặp thầy Pháp Hòa về vẫn khẩu nghiệp. Em ơi, gặp thầy Pháp Hòa còn nghiệp hay không là nghiệp của mình. Còn các em comment thì các em không nghiệp đâu, không nghiệp đâu. Tập trung vào việc cu li đi, khổ quá mày, ngu lắm. Tao gói ra gói vào tao đóng vậy thôi. Tí tao lại tháo ra tao cất tủ lạnh, mai tao đóng tiếp cho nó có tụ thôi mà. Cần gì làm. Đó. Người ta làm màu mà không biết à? Sao chưa thấy chửi cái vụ đi xin đồ ăn từ thiện nhỉ? Ra bài tập rồi sao chúng chưa chửi mình nhỉ? Để vui nhất là ra những lời yêu thương. Đấy, nào xem là để bên nào đây anh, mình em vào đâu đây? Cái này, vào đây, thùng này, rồi đan. Trời ơi thôi. Dám dép comment tao không thôi. Mấy thằng thần kinh và ngu lồn nghèo hèn như mày không có thương xứng dép comment. Chắc rảnh dép comment. Bọn cha vơ chú váo chết đường chết chợ. Ù mẹ cái bọn đầu đường xó chợ, chó ăn đá gà ăn sỏi, nghèo kiết xác mà rảnh vãi lồn. Đủ mẹ. Chắc mà chúng mày nghĩ chúng mày to đến mức mà chúng mày comment nè, nhắn tin tao phải trả lời á? Không bé ơi. Ngu được chúng mày, chỉ có chúng mày ngu thôi chứ ở đời không ai ngu đâu. Bọn ngu mới đi ngồi comment để tỏ ra là mình quan trọng trong cuộc đời người khoa. Chứ còn những người như tao ấy, quăng xương cho chó cắn nhau, chửi càng chửi bố càng nổi. Chơi nghĩ gì về mày? Trời ơi, mình nghĩ mày là ai mà mày còn mày nhắn tin tao phải trả lời, trời thằng ngu lồn. Tao khổ lắm. Về uống thuốc vào. Tao khổ ghê vậy đó. Nhiều thằng nó ảo tưởng lắm ý mẹ. Nào, cái cục hàng này có vẻ hơi to. Hơi to nhá, để thùng này có vẻ chưa được. Thùng rớt. Để nghe nó sẽ rớt. Khổ lắm. Thân kiếp cu li mà tiền tỷ, còn hơn làm thánh online đói vãi lồn. Làm thơ hay không? Mấy thằng xúc vật thánh online cười chết. Đói dã răng là. Cỡ này cũng muốn cu li. Cái gì? Vừa ăn vừa xem like kiểu cười cười gì bà? Làm xem được bao nhiêu tỷ? Không có tỷ nào. Tỷ ảo ma thôi em ơi. Để tí ta lên mạng ta đao hình tiền của xã hội xong rồi ta up lên nha. Đợi tao. Để tao qua bà chị tao công chúa thuốc lào, nhiều hình nhiều tiền lắm. Tao copy lại. Đó. Sao mà tao up lên, tao khè chơi.
Các bé chửi xong chưa? Qua Cali làm cu ly, không có tiệm nhận em ơi. Em có tiệm nào nhận chị ở bên Cali làm cu ly không mà chị qua nè. Mà lương nhiêu nè, lương nhiêu nè, có bao ăn ở không nè, có bao nhậu không nè. Mọi người bên kênh TikTok này ấy, cái kênh này nó đang bị gắn cờ gì đó. Mọi người search Trang Khàn Nóng Tôm nha. Mọi người search Trang Khàn Nóng Tôm nha. Ok chưa? Ok chưa mấy bà? Ây dồi ôi, này phải đi làm nail thôi. Em ở Tennessee chị ơi.